Dì sĩ y thiên, ngày thứ 11. Hãy nghe và nhắc lại cách nói. Mình thấy bạn nói tốt lắm mà. 我看你说的挺好的。 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 Bây giờ hãy nhắc lại các từ ngữ sau bằng tiếng Trung. Chào bạn. 你好. Ừ, ok. 好的. Tiếng Trung của bạn thật tốt. 你的中文真好. Đâu có. 哪里? Chỉ biết nói một chút. 只会说一点儿. Sau này. 以后. Còn phải nhờ bạn giúp đỡ nhiều. 还请你多多帮助.